Vụ việc gây phẫn nộ, gã trai lạ bỗng làm thân rồi tạt cà phê nóng khiến bé 9 tháng tuổi bỏng nặng nguy kịch. Một người đàn ông Trung Quốc 33 tuổi được xác định là kẻ tình nghi trong vụ việc đổ cà phê nóng lên người bé trai Luca 9 tháng tuổi tại công viên, khiến bé phải chịu thương tật suốt đời. Được biết, Luca khi đó đang đi dã ngoại cùng mẹ ở công viên vào ngày 27 tháng 8, thì một người đàn ông đã tiếp cận họ rồi đổ bình cà phê nóng vào người cậu bé và bỏ chạy. Sau đó, bé trai đã bị bỏng nặng ở mặt, thân trên, cánh tay, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng và đã phải trải qua tới 4 ca phẫu thuật. Cảnh sát đã có lệnh bắt giữ người đàn ông này vì có hành vi cố ý gây thương tích nghiêm trọng với mức án tối đa là chung thân. Đại diện cơ quan chức năng cho biết, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm kẻ đã gây ra tội ác khủng khiếp đó trên phạm vi quốc tế và quyết tâm buộc hắn phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Đứa trẻ đó sẽ phải chịu đựng những vết thương này suốt đời. Mẹ của cậu bé cho biết bản thân bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết kẻ tấn công đã không còn ở nước Úc, nhưng tôi có lẽ sẽ luôn sợ hãi và lo lắng khi ra ngoài với con trai mình. Vụ việc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của tôi trong suốt quãng đời còn lại. Tôi chỉ muốn biết tại sao hắn làm thế. Đây là câu hỏi có thể sẽ mãi mãi không có lời giải đáp.